này thì chúng tôi cũng đã đang tường thuật trận thi đấu này trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Vẫn là các cầu thủ lát tháo. Đó là tình huống dứt điểm của Phong Cảng. Này, tài trợ viên anh em, cứ gọi tay cơ bản. Vậy sẽ có tình huống ra biên dành cho các thủ trắng. Bóng đá chạm chúng thẳng ngang cũng dành một cú đạp như vậy. Là lúc này trọng tài Philip Lam cũng đã nổi hiệu quả chấm dứt trận hiệp 1 của trận thi đấu chung kết giải bóng đá thanh niên năm 2022 của thôn La Xuyên. Đã có mỗi đội bóng một điểm số và tỷ số là 1-1. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Philip Lam đã vang lên. Rất trẻ trên sân chỉ có một vài số cầu thủ chính thức rồi, trên ghế của chỉ có một cùng chung chân. Không cả. Rất nguy hiểm. Quân của không có gì chắc. Vân An. Nghe tiếng gọi nhắn mưa này thì tổ. Họ cho bóng. Khánh ơi, mày cứ đu đu vào anh rồi, mày ra kia xem TV kìa. Mày ra kia xem TV kìa. Kia xem TV kìa. Cầu rất chuẩn nhá. Lúc này thì các đội bóng vẫn đang có cơ hội rất lớn. Không có những tạo vô địch một bóng đá bảy Phong Cảng cũng chắc thì làm rất tốt nhiệm vụ của mình và cũng cả rất kia à?